tối qua đi ăn đồ mễ về no canh không? Mà căng da bụng thì trùng da mắt, về hai chú cháu thi nhau ngáy một mạch tới sáng. Rồi tự dưng 4 giờ khuya thức dậy, xong không ngủ thêm được nữa. Nằm chằn chọc hay ngồi trong xe thì chắc cũng như nhau. Kế hoạch của tụi mình hôm nay sẽ đi tới tiểu bang Tennessee. Thôi thì tụi mình quyết định đi sớm hơn dự kiến. Đi sớm tới sớm là việc khác, nhà bao việc. Đi xuyên qua thành phố rất là hiện đại, nhưng đi sớm quá trời tối, không thấy gì để quay phim luôn. Bây giờ là 7 giờ 37 phút sáng. Mình với chú Quang đang ở Oklahoma. Bây giờ trời mới chuẩn bị ló dạng. Đi mấy ngày trời, nay mới thấy chú Quang nổi máu văn nghệ. May quá, ca sĩ Hồng Quang chỉ hát có một câu thôi. À không, hay quá. Nhưng con nghĩ chú hợp với thiền hơn là hát á. Wow. Đón bình minh trên xe, nhớ cảnh mùa hè năm ngoái, cả nhà mình đang rong ruổi trên những cánh rừng ở cao nguyên Việt Nam. Nó là đường xuyên Á nên rất ít xe. Lúc đó đường mới làm rất là đẹp, cũng có những đoạn dốc lên xuống như vậy, và mình cũng chạy xé gió như vậy. Chỉ cách nửa vòng trái đất thôi mà. Ê chú ơi. À? Đang lái xe chú ơi. Trời bình minh chứ không phải hoàng hôn đâu. Chú đừng ngáp con lo. Tụi mình vừa rời khỏi thủ phủ của tiểu bang, đang chính thức ở giữa Hoa Kỳ rồi đó. Thì Oklahoma là một tiểu bang nằm ở miền nam Hoa Kỳ. Thủ phủ của tiểu bang là thành phố Oklahoma. Mọi người nhìn thử coi hai thứ này có liên quan gì không nha. Cờ tiểu bang Oklahoma thể hiện một cái khiên bằng da bò Mỹ và 7 sợi lông đại bàng trên nền cờ màu xanh da trời. Tên gọi Oklahoma của tiểu bang bắt nguồn từ hai từ Okla và Homa, có nghĩa là đất của người da đỏ. Sau khi Mỹ mua lại vùng đất này từ Pháp, Mỹ lùa các dân da đỏ ở các bang khác di dân tới đây để chiếm các vùng đất hiện hữu của họ. Nói theo kiểu Việt Nam là đi kinh tế mới, rất nhiều người da đỏ đã chết trên đường đi. Sau khi đến đây thì tạo nên một vùng đất chỉ dành riêng cho người da đỏ. Vùng lãnh thổ này được chính phủ Mỹ hứa không bao giờ xâm phạm nữa. Nhưng mà hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Rồi cũng đến một ngày người da trắng mò đến. Họ bèn tổ chức một cuộc thi chạy đua. Bên nào cắm mốc ở đâu thì thành đất của bên đó. Nhưng trước khi thi thì họ cho người lẻn vào cắm mốc trước tại những vùng đất nhiều lợi thế. Oklahoma ngày nay có biệt hiệu là tiểu bang người đến sớm, Sooner State. Vậy người da đỏ trông như thế nào? À không, đây không phải người, mình nhầm xíu, đây là nữ thần bên Việt Nam. Phụ nữ da đỏ ở Mỹ Châu nè. Phụ nữ da đỏ không có lông, không có lông đại bàng như nữ thần. Nam giới thì mới có lông đại bàng thôi ha. Thực tế thì da của họ không hề đỏ một tí nào luôn. Hơi giống người da vàng một chút nhưng ngăm ngăm đen hơn. Tức là kiểu người Á Châu như kiểu người Mông Cổ vậy đó. Nhầm lẫn như vậy là do các nhà thám hiểm khi đặt chân lên các bộ lạc thì họ thấy các thổ dân ở đây đang nhảy múa với mình mẩy đỏ lừ. Màu đỏ chính là một loại son trang sức tự tạo do thổ dân sáng chế bôi lên người, thì nó cũng có tác dụng là chống côn trùng luôn. Người da đỏ hiện nay tại Mỹ có khoảng 3 triệu người, trên thế giới có khoảng 54 triệu người. Mấy bữa trước mọi người hay thấy xe mobile home ha, còn hôm nay mọi người sẽ thấy nhà mobile home. Người ta sẽ thuê đất và mua những căn nhà có thể di dời như thế này. Khi đổi chỗ ở thì người ta thuê đất khác và dời cái nhà theo. Đói bụng rồi, giờ kiếm chỗ quẹo vuông sáng thôi. À, có cái quán McDonald's để mình ghé ăn sáng kiểu Mỹ coi nó ra làm sao ha. Mình thấy người Mỹ thường ăn sáng sơ sài lắm. Đâu có giống quan điểm bữa sáng là cái bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đâu ta. Mà thường thì họ tự ăn ở nhà, không có thời gian thì họ ghé quán mua rồi ngồi ăn trong xe để đi làm. Ở Việt Nam mình thường ăn sáng mặc cơm lắm. Thì đó, cũng do cái quan điểm bữa sáng là cái bữa quan trọng nhất đó. Nói vậy thôi chứ do nhà mình nghèo quá thôi, không có tiền ăn phở nên ăn cơm nguội. Lâu lâu mới dám đi tiệm ăn cơm tấm. Thôi tới nơi rồi, để mình vô coi bên trong có gì ha. Sausage with muffin. Yeah. Or just want the sausage with muffin. Okay.
Tụi mình cũng tính đem lên xe ăn, nhưng ăn tại chỗ được uống thêm nước ngọt xả láng. Buổi sáng của tụi mình có nước ngọt, khoai tây chiên, bánh mì mốc kẹp thịt nướng, trứng chiên lặt nhách ăn với muối. Vậy đó, trời ơi, nhớ cơm Việt Nam quá. Fast food hồi nãy mình ăn khoảng 10 đồng, đi nhà hàng thì tầm 15 đồng. Mà lạ cái là ăn phê bên đây rẻ nha, bằng giá giữa cơm tấm hoặc là tô phở ở đây luôn. Ví dụ như ăn tô phở ở đây 15 đồng thì ăn buffet cũng 15 đồng. Tưởng tượng ở Việt Nam ăn tô phở 50 ngàn, ăn buffet cũng 50 ngàn thì mắc cười lắm à. Dĩ nhiên là mình chỉ nói mức giá trung bình thôi nha, chứ còn muốn ăn sang thì giá nào cũng có. Theo bản đồ thì trước mặt tụi mình là biên giới tiểu bang Arkansas. Arkansas xin chào, welcome to Arkansas. Cũng giống như Oklahoma thì Arkansas có dân số ít, tầm 3 đến 4 triệu người thôi. Khoảng 80% là người da trắng. Thủ phủ Arkansas là Little Rock, nghĩa là viên đá nhỏ. Du lịch theo mình thì không có gì nổi trội, từ từ mình tìm hiểu dần, nhưng trước mắt là hai cái tiểu bang này không có hứng thú với mình rồi đó. Freeway hai bên thì toàn là rừng, mặc dù mình rất là thích rừng nha, nhưng mà không được vô chơi, cảnh vật không có gì thay đổi. Chạy xe đường dài ở xa lộ như vậy mà không có biển báo hoặc Google Maps thì không biết đang ở đâu luôn. Thật là buồn chán quá đi. Hy vọng là ông chú cũng không có buồn ngủ. Mới vô tiểu bang là cho đi vệ sinh liền ha. Thiệt là tâm lý. Như mình cũng vậy. Khách tới nhà thì mình chưa có mời ngồi mời uống nước trước đâu. Đầu tiên là mình giới thiệu nhà vệ sinh liền à. Vì mình nghĩ biết đâu người ta đang có nhu cầu. Uống nước chậm không sao, chứ vệ sinh chậm trễ là nhiều sao lắm à. Mọi người thấy không, Mark Arthur, một danh tướng của Mỹ, nên mình thấy ở tiểu bang nào cũng có đường mang tên ổng hết. Mà mình ngưỡng mộ ông này thiệt, nên mình cũng thích tên ổng luôn. Mình không biết là tên ổng ở Mỹ thì có hay hay là không, nhưng mà thích là nhất thôi. Mà Mark Arthur phải đọc kiểu Mỹ nha, chứ đọc kiểu Việt Nam à, Arthur Arthur là làm ăn không lên à. Đi tu cũng bị đị chứ đừng nói làm business. Giờ tụi mình ghé thủ phủ Little Rock để đổ xăng và đi vệ sinh thôi. Bên Mỹ đổ xăng đa số là tự phục vụ nha. Duy nhất chỉ còn hai tiểu bang là New Jersey và tiểu bang Oregon là không cho phép khách hàng tự đổ xăng, vì họ vẫn còn sợ nguy hiểm, cũng như họ muốn tạo việc làm trong tiểu bang của họ. Bên đây cây xăng luôn kết hợp đi vệ sinh miễn phí với tiệm tạp hóa hoặc siêu thị nha, rất là hay luôn. Còn những tiểu bang khác cho khách hàng tự đổ xăng để tiết kiệm tiền nhân viên. Nhân viên đây mắc quá mà, tiếng 15-20 đồng. Giờ tụi mình sẽ quẹo phải ra xa lộ 40. Tụi mình sẽ đi thẳng tới tiểu bang Tennessee. Nhìn mấy con bò lang thang ăn cỏ nhớ nhà tôi quá. Nhà tôi ở Phú Hữu, quận 9. Vẫn có bò nha. Giờ hết quận 9 rồi, giờ là Thủ Đức rồi. Không biết là tin vui hay tin buồn, mà đi đổi hồ sơ thủ tục hoài mắc mệt quá. Nói vậy thôi chứ bạn bè hàng xóm ở Phú Hữu quận 9 hay Bình Trưng Đông Tây gì đó, subscribe hết cho mình nha. Bà con cô bác bên nóc nhà ở tiểu bang Đình Bảng hay bạn bè của bà ở Kinh Thành Hà Nội giúp giùm mình hai tay. Chỉ còn 999.600 sub nữa thôi là đạt 1 triệu sub rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Mọi người cứ sub tự nhiên, đừng khách sáo chứ hả. Wow. Mọi người thấy không, xe công mà nó chạy 130 km/h một giờ. Xóm tôi xe công nó chạy mới 40 km/h một giờ thôi, mà lâu lâu phải cút cho nó một mạng người. Thiệt là đau lòng. Cho nên vấn đề không phải là nó chạy nhanh hay chậm, để nó chạy chung xe máy thì phải vậy thôi. Giờ không biết khi nào họ quy hoạch lại con đường Nguyễn Duy Trinh đó nữa. Được giá bán liền, lấy vốn qua đây làm ăn.
Ủa nói vòng vòng một hồi tự dưng giống quảng cáo à. Mà đúng là định bán thiệt. Bữa nào rảnh rảnh lục giấy tờ lại rồi ra bán. Tụi mình đang ở thành phố Tây Memphis của tiểu bang Arkansas. Đi thêm một xíu nữa thôi là tới thành phố Memphis của tiểu bang Tennessee rồi. Xe bán tải ở đây mà nó trâu không khác gì xe công luôn. Khúc này xa lộ 40 liên tiểu bang đi xuyên qua thành phố. Đi xuyên nhưng vẫn là freeway không dừng nha. Thấy nhà thấy cửa vui hơn, chứ thấy rừng hoài. Đẹp thì có đẹp nhưng mà ngán chứ. Nếu mình đi Highland bên trái thì sẽ đi thẳng tới Nashville, thủ phủ của Tennessee. Nhưng do tụi mình đi sớm dư thời gian, tụi mình sẽ đi thẳng vô downtown thành phố Memphis tham quan một chút. Tụi mình đang trên đường qua biên giới đây. Ở đây sao nhà bự quá vậy? Chắc là chung cư á. Tức là nếu hồi nãy quẹo trái hay đi thẳng thì đều sẽ phải băng qua một cái dòng sông Mississippi, là biên giới của hai tiểu bang. Nhưng theo xa lộ 40 thì nó sẽ tới một cái cầu chính rất là lớn và đẹp luôn. Còn mình đang đi trên xa lộ 55 này thì nó sẽ qua một cái cầu nhỏ hơn. Tennessee xin chào. Chưa qua biên giới mà chào trước rồi ha. Hiếu khách quá à. Mississippi River xin chào. Tennessee có truyền thống âm nhạc rất mạnh nha. Do đang có hiện tượng vua âm nhạc xứ Đông Lào, mình thấy tầm vóc quá nhỏ bé, nên mình đi tới chỗ vua âm nhạc thứ thiệt để mọi người xem cho biết vua âm nhạc đúng nghĩa là như thế nào. Ông ta mới thực sự là The King, vua nhạc rock and roll. Đúng rồi đó, Elvis Presley. Nhà ông ở bên kia sông, trong downtown thành phố Memphis. Sông Mississippi này có nghĩa là sông lớn. Nó có chiều dài khoảng 3.700 km, tức là khoảng 2.300 dặm. Nhưng chiều dài của hệ thống sông Mississippi và các sông gắn liền với nó là khoảng 6.300 km, khoảng 3.900 dặm, tạo nên một cái hệ thống sông dài thứ tư trên thế giới. Dòng sông này mang đến khá nhiều lợi nhuận về kinh tế, là một trong những dòng sông đẹp nhất của Hoa Kỳ. Cái cầu này nó có tên là Memphis Arkansas, còn gọi là cầu cũ, để phân biệt với cái cầu mới nó nằm trên xa lộ 40 hồi nãy mình nói đó. Cái cầu này nó dài gần 1,6 km, được hoàn thành vào những năm 1950. Còn đây là cái cầu Hernando de Soto, nó nằm trên xa lộ 40 á. Đến đây thì mình chính thức đặt chân trên Memphis rồi. Đây là một thành phố lớn của tiểu bang Tennessee. Từ chỗ cây cầu cũ, mình chạy thêm khoảng 10 phút theo cái line màu xanh là tới cái điện trang Graceland của ông để tham quan The King. Đây là bảo tàng vua nhạc rock and roll Elvis Presley. Sau khi biết thế nào là The King thì mình lên đường đi tiếp Tennessee. Mình sẽ tách buổi tham quan ra một cái video clip khác để mọi người tiện theo dõi. Thôi, bỏ vụ The King vua chúa qua một bên đi. Cùng mình thẳng tiến tới Tennessee đi. Trước mặt mình là nhà thờ của giáo hội ngũ tuần Pentecostal Church. Kiến trúc bên trong nhà thờ là mình nhớ đến giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Bên trong cũng gần giống như thế này. Mình tìm hiểu thì ở Mỹ có trên 400 giáo hội khác nhau tin vào Thiên Chúa. Mình thấy giáo lý của The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints rất là hay nha. Kiểu kiến trúc nhà thờ này khác hoàn toàn các nhà thờ bên Việt Nam mà mình biết. Tiểu bang Tennessee hiện nay rộng bằng 1/3 diện tích Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 7 triệu người thôi. Khoảng 200 năm trước thì Tennessee là một phần của North Carolina, nhưng sau nội chiến Mỹ thì nó trở thành tiểu bang độc lập. Hồi đó, Mỹ vẫn là đại gia như bây giờ, cứ mua đất của ai không được là Mỹ đánh thằng đó. Ngầu vậy chứ. Mà dân ở đây có truyền thống là tình nguyện đi đánh mướn, nên Tennessee có biệt danh là tiểu bang tình nguyện. Không biết rượu có ảnh hưởng gì đến cái quyết định tình nguyện đánh mướn kia, nhưng mà rượu whisky ở Tennessee rất là nổi tiếng nha. Thành phố Nashville là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của tiểu bang Tennessee. Người dân ở đây rất là yêu âm nhạc và là cái nôi của nhiều dòng nhạc đồng quê, blues, rock and roll, soul và kể cả nhạc phúc âm. Ca sĩ Taylor Swift cũng phát triển từ lò đào tạo này ra đó mọi người. The King Elvis Presley cũng xuất thân ở đây, chứ không phải là ở Việt Nam á. Cư dân ở đây sống trên diện tích khoảng 8% đất tiểu bang, 52% diện tích được bao phủ bởi rừng và 40% diện tích đất còn lại là trang trại.
Do hơn một nửa diện tích đất tiểu bang là rừng mà, cho nên Tennessee có nhiều cây cối và sông hồ. Xa lộ đi xuyên qua những cánh rừng là chuyện hết sức bình thường. Mùa thu mà đi ngang đây thì thật tuyệt vời ha. Nhiều rừng nên ở đây sản xuất gỗ cũng là thuộc dạng hàng đầu nước Mỹ. Tennessee có rất nhiều trang trại, trong đó thịt bò là the best seller ở đây. Thổ nhưỡng ở đây rất hợp với một loại cỏ mà ngựa rất là ưa chuộng, nên ở lưu vực Nashville là một cái khu vực cưỡi ngựa hàng đầu luôn. Ngựa Tennessee là một trong những giống ngựa nổi tiếng nhất trên thế giới, đó là ngựa bách bộ Tennessee Walking Horse. Khoảng 2 năm trở lại đây, người ta đổ dồn về tiểu bang Tennessee sinh sống, khiến cho giá nhà đất tăng hơn 25%. Lý do là vì ở đây nổi tiếng có mức thuế thấp và không áp thuế thu nhập cá nhân. Thuế xuất bán và sử dụng của tiểu bang đối với hầu hết các mặt hàng là 7% và có chi phí sinh hoạt ở mức thấp. Nhà cửa cũng rẻ bằng một nửa Cali thôi, trong khi nếu ở California thì người có thu nhập thấp đóng thuế 0% thì không nói ha. Người có mức thu nhập trung bình thì đóng thuế từ 15 đến 20%. Mà người có thu nhập cao thì đóng thuế từ 40 đến 50% luôn. Nghe tiền bạc rồi mấy con số nhức đầu quá. Mình không hề thích đếm tiền chút nào. Trách nhiệm cực kỳ cao luôn. Thôi để mình kể cho mọi người nghe thông tin hấp dẫn hơn nè. Las Vegas là một cái thành phố ăn chơi, cờ bạc, gái gú, cho nên được mệnh danh là thành phố tội lỗi, sa đọa. Mấy thằng con trai sắp tới vợ thường tới đó để làm tiệc chia tay cuộc sống độc thân. Còn mấy đứa con gái sắp tới chồng thường kéo nhau tới Nashville để chia tay cuộc sống độc thân. Dễ thương lắm. Bữa sau mình sẽ tham quan thành phố âm nhạc Nashville để xem mấy đứa con gái kéo nhau tới đây chơi trò gì trước khi lấy chồng. Tới nhà chú Quang thì trời tối rồi. Tụi mình sẽ ở lại đây vài ngày trước khi đi tiếp ra biển Đại Tây Dương. Khu này nhiều rừng nên động vật hoang dã rất nhiều. Cả đàn nai đang đi lang thang trong khu dân cư nè. Cảnh này ở Việt Nam không thể nào có. Một người bạn thổ địa ở đây đã dẫn tụi mình đi ăn đồ ăn Hy Lạp. Thật là tuyệt vời. Awesome. Tạm biệt mọi người và nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào.